Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồ cổ của Dung Hoàng và tiếp nối những video trên kênh đồ cổ Dung Hoàng. Thì ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một video cùng có 6 chiếc đồng hồ cổ vintage xưa, cực kỳ chất lượng, cực kỳ sang trọng anh em ạ. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều có một cái thẻ bảo hành nguyên zin chính hãng. Anh em nếu phát hiện hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Và anh em nào lần đầu biết đến kênh của em thì anh em nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng quả chuông anh em nhé, để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem và cùng ủng hộ kênh của em. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đến từ thương hiệu T-shirt anh em nhé. Và bản đồng hồ T-shirt này thì có một cái dáng phi thuyền rất là đẹp. Anh em cùng nhìn này, cái dáng đồng hồ phi thuyền dành cho quân đội xưa. Anh em nhìn thấy nước vàng của nó còn đẹp không anh em? 60 tuổi rồi anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này, núm zin có logo chữ T. Và bản đồng hồ này đáy được làm từ thép nguyên zin và còn nguyên bụi tây, nước vàng ở bốn góc cạnh này nó đang lên bã trầu, rất là cổ điển anh em ạ. Đấy, còn lại các góc cạnh nước vàng còn rất là đẹp, sang trọng và đầy tinh tế. Và bản đồng hồ này anh em nhìn này, đó, cái dáng của nó ấy, như một chiếc phi thuyền đấy, đang đi di chuyển này, đẹp không anh em? Và bản đồng hồ này thiết kế kiểu nó rất là nam tính anh em ạ. Đó, các cọc số là các cọc số nổi, anh em nhìn thấy đẹp không anh em? Và bản đồng hồ này thì bộ máy tự động có hỗ trợ có tay anh em nha, tổng thể di nguyên bản. Và chiếc đồng hồ được em kết hợp với một sợi dây da màu xanh ngọc, cực kỳ là nam tính và rất là đẹp. Size mặt là size 34.5mm anh em nhé, mỏng 11mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem nhé. Em lên tay bản đồng hồ này cho tất cả các anh em cùng ngắm này. Anh em nhìn thấy có đẹp không? Cực kỳ sang trọng đây anh em ạ. Và bản đồng hồ T-shirt này thì giá giao lưu cũng rất là hợp lý thôi, chính hãng Thụy Sĩ. Đó, cực kỳ đẹp và đầy nam tính anh em ạ. Và bản đồng hồ T-shirt này thì bên em đang giao lưu nhá, mã số 1 bên em đang giao lưu là 5.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ số 2 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Vua Mắc anh em ạ. Chiếc đồng hồ với một cái thiết kế dáng tròn cổ điển vintage và độ mới còn rất là cao anh em ạ. Anh em nhìn này, em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem nhé. Đấy, cái dial này mặt trắng của nó đẹp lắm anh em ạ. Các cọc số là các cọc số nổi. Và bản đồng hồ này thì nước vàng, anh em cùng nhìn chiêm ngưỡng cái nước vàng của nó nhé. Nước vàng còn đẹp, mới. Và đấy, có chuyện những cái thông số của bản đồng hồ này và còn nguyên bụi tây anh em ạ. Núm zin, tổng thể zin nguyên bản. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em ạ. Em lên cót nhé và em rút núm ra chỉnh giờ này. Đó, anh em nhìn thấy có đẹp không? Cực kỳ đẹp đấy. Và bản đồng hồ này rất là nhã nhặn. Anh em nào công sở đeo bản đồng hồ này cực kỳ tinh tế và nam tính anh em ạ. Bản đồng hồ được em kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh la vi. Đấy, nên tay cực kỳ là cổ điển, thanh lịch. Size mặt là size 34.5mm, mỏng 10mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem nhé. Lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em nhìn thấy có đẹp không anh em? Đó là một bản đồng hồ vintage mà còn đẹp như thế này này, xứng đáng để anh em sưu tầm anh em ạ. Vua Mắc, bên em đang giao lưu bản đồng hồ Vua Mắc này với giá là 5.200.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ mã số 3 trong video ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ mà cực kỳ ít có tại thị trường Việt Nam và tại thị trường nước ngoài, đây cũng là một trong những cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Nó còn mạnh hơn cả Omega, Longines và T-shirt anh em ạ. Thương hiệu em nói đến ở đây đó chính là thương hiệu Hugo Berlin. Anh em nhìn có rõ không anh em? Đó, với một cái dáng thiết kế nhá, dáng thiết kế vintage, dáng tròn, cổ điển, thanh lịch. Các cọc số là các cọc số nổi cài đá đen anh em ạ. Có một vị trí lịch góc 3 giờ tiện lợi cho anh em xem lịch ngày anh em nhá. Và nước vàng này, nó vàng 60 tuổi rồi còn rất là đẹp. Đấy, được làm từ thép nguyên zin anh em ạ. Đó, và bản đồng hồ này nước vàng còn đẹp lắm. Đó, nhẹ nhàng, tinh tế và toát lên một cái thần thái cực kỳ là sang trọng. Có hỗ trợ cả cót tay anh em nhá. Đó, nên anh em đeo bản đồng hồ này thì không sợ nó bị hết cót anh em ạ. Đó. Và bản đồng hồ này được em kết hợp với một sợi dây màu cá sấu bạch tạng rất là đẹp, sang trọng. Đó, sai mặt nha, chuẩn size 35mm anh em ạ. Mỏng chỉ có 11mm thôi.
và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem nha. Chạy cực kỳ chuẩn anh em ạ, em đã test hết rồi anh em nha. Anh em nhìn thấy có đẹp không? Đó, nam tính lắm anh em ạ. Và bản đồng hồ của Ben lên mã số 3 bên em đang giao lưu nha, là 9 triệu 500 nghìn đồng anh em ạ. Và chiếc đồng hồ mã số 4 trong video ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ mà cá nhân em rất là thích, một bản đồng hồ đến từ thương hiệu Victory anh em ạ. Cái thương hiệu này cũng là một trong những cái thương hiệu cực kỳ là ít có tại trường Việt Nam mình. Victory tiếng Việt có nghĩa là chiến thắng anh em ạ. Và một cái dáng thiết kế anh em nhìn thấy nhá, cái dáng thiết kế này là cái dáng vuông, dáng tanh rất là đẹp và nó bầu bầu ấy, nhìn nó hay lắm. Nước vàng này đang lên bã trầu này, em quay cho tất cả các anh em cùng xem, nước vàng cũng lên bã trầu rất là đẹp, rất là sang anh em ạ. Đấy, được làm từ thép. Anh em nhìn cái chất thép của nó còn nguyên sớ này, nhìn có đẹp không anh em? Rất là chất lượng anh em nhé. Đó, và bản đồng hồ Victory 17 chân kính. Dây được em kết hợp là một sợi dây da bò màu màu đen làm tôn lên cái vẻ đeo nền mặt vàng nhá. Và kim cọc là kim cọc đen nên là rất là đẹp. Đó. Và em đo size, bản đồng hồ này có size mặt là size 32 mm anh em ạ. Mỏng 8,5 mm anh em nhá. Em lên tay bản đồng hồ này cho tất cả các anh em cùng ngắm nhé. Victory. Bản đồng hồ này thì em lên tay cho tất cả các anh em cùng xem này. Nó cực kỳ thanh lịch và cực kỳ đẹp anh em ạ. Màu vàng ngỡ ngàng sang. Mã số 4 bên em đang giao lưu là 4 triệu 200 nghìn đồng anh em nhé. Tiếp theo trong video ngày hôm nay mà em gửi đến tất cả các anh em, một chiếc đồng hồ chính hãng Thụy Sĩ đến từ thương hiệu Predio. Anh em nhìn bản đồng hồ này nhìn có chất không anh em? Đó, nó là một chiếc đồng hồ dáng tanh nha, một chiếc đồng hồ dáng tanh còn rất là đẹp. Và thương hiệu Predio cũng là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ. Và nha, cái dial nền mặt của nó này làm vân sớ lụa màu vàng mỡ gà rất là đẹp. Đó. Và nha, em lên cót này, chạy với bộ máy cơ cót lên dây mà. Nên là chỉ cần lên cót cho chiếc đồng hồ này là nó chạy bon bon luôn anh em ạ. Đó. Và em quay tổng thể bản đồng hồ này cho tất cả các anh em cùng xem nhé. Đó, nước vàng bọc còn rất là đẹp, đáy được làm từ thép này, nguyên zin này. Bản đồng hồ này còn mới lắm anh em ạ, nên là anh em mua sưu tầm này, mua cho biếu tặng cũng cực kỳ hợp lý. Predio 17 chân kính anh em ạ, đẹp, chất lượng. Dây khóa này, dây lắc kê vàng đời mới cùng tông màu với đai hồ nền mặt anh em ạ. Đó, cực kỳ là đẹp, em quay gần để tất cả các anh em cùng xem nhé. Đẹp không anh em? Đó. Và bản đồng hồ này thì có một cái size mặt này là size 30.5 mm, dáng vuông nhá, dáng tròn nó khoảng 34.5 anh em ạ. Đẹp, tinh tế, em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đây anh em thấy chiếc đồng hồ này có đẹp không anh em? Lên tay cực kỳ sang. Đó, và Predio mã số 5 bên em đang giao lưu nhá. Bên em đang giao lưu bản đồng hồ này với giá là 8 triệu 500 nghìn đồng anh em nha, 8 triệu 500 nghìn đồng. Và chiếc đồng hồ mã số 6 cũng là một chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay mà em gửi đến tất cả các anh em, đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Sima. Bản đồng hồ Sima này thì nguyên zin 100%, zin cả dây, khóa và núm, tổng thể zin nguyên bản anh em nha. Và bản đồng hồ này dáng quả trứng nhỏ. Đó, anh em nhìn này không? Dáng quả trứng nhỏ, dây khóa này mỏng dính, khóa nguyên zin có logo của cái thương hiệu Sima đình đám nổi tiếng này. Đó, và khung vỏ thép điểm xuyết cái niềng bọc vàng ấy, nó dáng đờ mi rất là trẻ trung và nam tính anh em ạ. Núm zin này đó, và thiết kế kiểu hai kim hoàng gia, anh em cùng nhìn cái dial nền mặt của nó có đẹp không anh em? Cực kỳ đẹp và cực kỳ sâu anh em ạ. Đó, anh em nào mà muốn sưu tầm bản đồng hồ quả trứng nhỏ đơn giản và mỏng như này thì anh em nên sưu tầm size mặt 34 mm, mỏng chỉ có 7 mm thôi. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem nhé. Anh em thấy đẹp không anh em? Rất là chất lượng và cực kỳ sang trọng anh em ạ. Và bản đồng hồ Sima này thì bên em đang giao lưu nha, với một mức giá là 3 triệu 800 nghìn đồng anh em ạ. Và vừa rồi thì em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 6 chiếc, và 6 chiếc đồng hồ này rất là giá trị, thanh lịch, mỗi chiếc có một cái giá trị sưu tầm cao, một cái giá trị
cổ điển khác nhau. Và anh em nào muốn mua hàng thì anh em nhớ nhá, anh em nhớ kết bạn Zalo với em và nhanh nhất chốt được những chiếc đồng hồ này anh em ạ. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi video của em. Chúc tất cả các anh em có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình.